Hôm nay mình chơi gà nướng món nướng gà nướng ăn mày nha. Gà ăn mày. Gà làm gà. Rồi gà gà. Bắt gà ra luôn, gà gà ba gà rồi, rồi xong rồi con. Gà này tới 2 ký mấy rồi đó. 2 ký mấy à, đổ anh cân mình đâu có cân kịp đâu phải không? Đẹp trai lên. Đó, tắm cho gà sập lên đẹp trai lên. Rồi. Cái chĩa. Rồi nhúm lửa lên. Nhúm lửa lên luộc gà. Nhúm lửa lên nhổ lông gà. Nhổ lông gà, vặt lông gà. Hai lá chuối vô làm chiên nha các bạn. Một lá. Hai, ba. 4. Dính nào. Nhổ lông gà luôn. Cá đặt từ sáng giờ cho đem lên đó. Làm nón cho người một cái. Rồi lấy cá. Lấy cá rồi. Nón chị giá 1.500.000 một cái. Đó, nón 1.500.000. Là xả. Cốt mình làm xả. Bây giờ nha. Làm việc. Con cái không? Làm xả xong một hồi á được ăn bánh sinh nhật nha các bạn. Bánh hồng lan á. Bánh hồng lan là bánh sinh nhật là cậu rồi, của sao? Mình á. Cá lóc luôn. Cá lóc nha các bạn ơi. Cá lóc này làm tí làm món gì anh? Cá lóc nướng chui. Bữa nay là chơi theo chủ đề là nướng. Mà chút nữa đem ra cái nhà chòi sao nướng. Bây giờ gà này mổ mổ nó không cắt cái cổ cái này một cái cho nứt cái củ hậu nè, rồi móc cắt cái này một cái để móc cái bùi viền nó ra. Nha, cắt vào sau lỗ đít. Rồi thọc tay vô lỗ đít. Tay vô cái lỗ đít á. Móc ra. Đó, nghe cái ọt vậy đó. Móc móc thằng cua vậy á. Nó ra được cái đống nào đâu, ra được cái trình này nè. Ướp gà, ướp gà đó. Có xả, có tiêu, gia vị rồi bắt xa cho con gà. Do tình hình dịch bệnh tùm lum tà la chứ không có đi mua bao tay được nên là mọi người coi thông cảm nha, chơi bằng tay này luôn, tay từ sáng qua nay rửa mới có lần một à. Rồi sao một lòng với xả nè, gói lại nhét vô. Rồi cái khu cái cuốn lá chuối. Rồi con gà đã nhảy qua đây rồi, rồi bỏ vô lá chuối quấn lại nha. Quấn sao nó kín gà đi. Rồi. Rồi quấn lại. Cày chút nữa đẹp à. Nó quấn tới quấn lui quấn nhiều lá vô quấn nào mà nó kín lại là được. Yên vậy nha. Ba làm gì vậy? Đột gà. Gà ở trong á. Coi con gà này nha. Đột gà lại tí nướng. Cắt cầm 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 gà mày tới luôn. Rồi chuẩn bị ra chòi làm gà mày luôn.
Dạ, mài cá lóc nướng chui món hôm nay luôn. Biết vậy đâu các bạn ơi, giờ đi nhảy xong múc sình lên nha các bạn. Không nhảy xong múc sình đi. Múc bỏ gì vô để bỏ vô gì đó. Hả? Sình múc đây à? Cảnh sông quê lúc bình trôi. Cậu Út á, như múc sình á, gấp gà hoàng đế đó, dạng mài. Sông quê, sông quê. Ở thành phố làm gì có cái món này. Có kiểu này đó. Ở thành phố mà làm sao có tàu dừa nè, sình non nè. Để đâu? Tắp vô luôn hả? Ngày thời gian này là đắp sình vô gọi là gì? Gà cái bang. Gà cái bang. Đúng gà rồi, món này món là gà cái bang. Đó, gà trong bộ phim Quách Tĩnh Hoàng Dung, Hồng Thất Công. Sư tổ của món này là của Hồng Thất Công. Bên kia đang làm bếp. Bên kia đó đang làm mà dụng cụ cũng như là tàu dừa, lá chuối, nọc tre đắp vô đốt. Bây giờ mình có cây rừng mà mình không có cây rừng ha, không có cây nhà. Món này phải có đầu bếp nấu mới ngon chứ đâu phải dân tầm thường nấu được. Món này đâu phải dân thường mà làm được món này. Chỉ có đầu bếp 3 sao thôi, không phải 5 sao nha. Chặt gáo nữa quá. Chặt thêm gáo nữa. Gáo rồi đi. Dạ, gáo rồi đi. Giờ để ra đi, con lấy cái mâm để múc cho nó nhiều sình. Hả? Đắp nhiều lên dậy sống á. Đúng rồi, đắp dậy lên, dậy lên. Cái chừng nha, đâu mà lửa cháy mạnh đủ mà nó cháy nguyên vườn. Ê, người trở lại. Đắp nè, ý là đắp lên. Để đắp ở dưới trước đi. Trời ơi, đắp lên đi, dậy lên, nhanh lên. Để ra cái đó con queo rồi sao mà tiến lên rồi sao trái miếng đó rồi chín khúc dưới. Để về lên là đặt lên luôn hả? Lên. Ê, giữa mang cá lóc cuốn chua sẵn sẵn có lửa đưa cho luôn cà phúc. Cá lóc nó tí ra còn cây chút đứng. Chứ chút đứng bắt lên. Làm giống như thời ngày xưa vậy đó. Trời ơi, lửa củ nhóc chân thôi. Hả? Tí ngọt, tí ngọt không có chín đâu. Tí ngọt chín. Có than gì là. Có chừng cháy lan nha Phúc, đụng má gió đẩy lên không nha Phúc, đụng má. Đó con gà cháy nguyên vườn cháy luôn. Chê đoạn nướng gà. Ồ lửa quá. Món cá lóc nướng chui. Mặt cá là nằm ở bên đây nha, nhớ nha. Muốn lấy mặt cá nướng chui, mặt cá nằm bên đây. Lúc nào cũng vậy á. Cắt cho này ra là lấy mặt ra đây nè. Đó. Nè, chị luôn nha. Dạ. Rồi ghim qua. Nướng hai con đi. Hai con. Dạ, con hai con thôi. Cái này đuôi vô lẹ đó nè, con cá nè. Có than rồi kìa. Rồi vô. Để làm cho nó chết cái, nó chưa chết. Hả? Ủa vô đem đi, đủ mấy một lớp trình dày nó không có nóng được. Tí nữa chọn vô nó nướng thì nó thì mặn. Thế là ăn cái ruột không được đó nghe. Quá. Người dùng quá nó
Ngộ rồi con anh. Mình chết hay là sao? Rồi sao? Hai con. Ẩm thực nè miền quê Sài Gòn không có. Sài Gòn mà đốt chỗ này là Sài Gòn mà đốt chỗ này cái là kêu cứu quả tới luôn. Rồi gà chín rồi. Chưa hả? Đang lắc củi vô kia. Rồi gọc cá ra luôn. Thịt hồng hồng vậy mới ngon đó chứ thịt trắng quá là cũng không ngon. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà nó sinh nhật mình luôn nha. Ăn thôi nha chứ không có nhậu tại vì mấy anh em mùa dịch không nhậu được. Ăn thôi nha nè, vô nha. Hai anh em ngồi chơi cho nó ấy rồi nè. Rồi ngon. Rồi vô mở nha. Ui. Chưa khô đất mẹ ơi. Chưa được. Chưa khô đất là chưa được. Chưa khô đất là chưa được đâu. Chưa có đất là chưa được đâu, mất công á. Dưới chưa xong mà chảo cái mặt dưới lên, nướng mặt dưới. Vậy là giờ là giờ lặt, mình lặt lên mình nướng lại mặt dưới. Khui. Mở hộp. Mà máy bị lỗi nha. Giờ khui lại, nãy khui ra đất sét còn nguyên. Không lúc nào lỗi kìa. Đó giờ khô nè. Mở gà lần thứ hai. Rồi giao lại đi. Đi như vậy. Y như lại giao đi gần nha. Còn chín nè. Ui. Khui nè, còn lớp nữa là khui nè. Chín không? Nó có giờ thấy. Mổ ra để coi chín chưa nha. Rồi chưa. Chưa. Rồi Đâm rồi. Chưa chín rồi gói lại chơi tiếp. Thôi giờ mình khỏi quán lá chuối rồi, giờ mình xiên cây mình nướng luôn vậy. Đó. Khui gà nha các bạn ơi. Thấy rồi xong khui ra khui. Ủa, nó ngon kìa. Gà giống vậy. Rồi. Rồi sao con gấp này ra đi. Ủa nó muối tiêu xanh luôn chị ơi. Con. Có làm muối tiêu xanh luôn. Ồ, mở cục nó đã đó. Vây. Rồi con gấp nguyên cái sắn vô đi, con gấp nguyên cái luôn đi. Trời ơi nó vàng ngính luôn kìa. Trời cái phao câu nó vàng. Quá phao câu ơi. Nước chảy kìa. Ôi ơi trời nó đã. Cái này chắc còn dính quá con anh ơi. Dính rồi. À. Trời ơi diện chín là lại luôn. Đốt cái này bỏ đi để đi cho một đống gì không có rau. Xả, xả, trong đó có nguyên cái đụm ruột đã lắm á. Nhưng mà mấy cộng này nè. Cho nó ăn nè, chín rồi. Cái xương nó ấy thôi nhưng mà thịt nó chín rồi. Nhưng mà cái đầm ruột được chưa? Đã một cái thì nó có tầm ruột gì trong đó nữa. Cái đầm ruột. Con má của mình nghe nó tầm ruột. Quá xa đã luôn. Ăn chú chát không? Con gà này là tới công chuyện luôn. Ăn nhanh lắm. Mà cả nhà. Giờ là con nướng mà 8 tiếng đồng hồ giờ con gà chưa chín nữa. Nhưng mà giờ nó ngon quá ngon rồi. Chấm. Đó. Mà cả nhà nha. Khi nào có dịp rảnh về đây chơi với anh em đủ món đồng quê không à, dính cây bán ngon rồi đây rồi tới công chuyện luôn. Vậy thôi nha, rất bye bye các bạn, rất cái nắm luôn, bye bye nha.